Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái cách để mà tận dụng lại cái sợi dây này ha. Thì mình có một cái vòi hoa sen này, vòi sen tắm này các bạn, nó bị bể thế này ha. Đó. Và bây giờ mình cái dây này vẫn còn ngon lành nè, cái dây này không có bị gì hết ha. Nhưng mà mình muốn tận dụng lại cái sợi dây này để dùng lại ha, mà bây giờ nó bị vỡ như thế này, bị bể như thế này thì mình sẽ không sử dụng được nữa. Do đó mình phải tháo cái đầu này ra. Thì hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là tháo cái đầu này ra để mình thay được cái sợi này nhá. Thay được cái vòng ren xoáy này nhá. Bây giờ các bạn sẽ để ý nè. Nếu mà bình thường á, bình thường mình gậy như thế này á sẽ bị gãy nha các bạn. Gãy đứt luôn, rất là khó làm, không thể nào vặn được ha. Thì các bạn để ý nè, các bạn để ý ở đây nó chính là cái lục giác này, cái lỗ lục giác ha. Lục giác này là lục giác 4 phân 40mm đó các bạn. Đây, ở đây mình sẽ có mấy cái lục giác này. Ở đây mình có T30 này, T40 này. Mình có cái T40 này, mình thử coi, thử cái T30 có vừa không ha. Rồi cái T30 thì hơi nhỏ chút xíu. Các bạn sử dụng cái T này, T40 này. Các bạn mở ra này. Đó. Ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Nè, các bạn thấy nó ra chút xíu rồi nè. Đó. Các bạn mở kiểu này nhá. Quay ngược chiều kim đồng hồ nha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó ra không? Như vậy thì nào giờ mình không biết là ở trong đây nó có một cái ren ha. Này, các bạn thấy nó có ren nè. Và thế là mình tháo ra được ha. Khi mình tháo được cái ren này ra rồi đó thì mình sẽ rút được cái này ra. Rút được cái nhựa đó ra thì mình sẽ rút được cái miếng này ra. Rút được miếng bể luôn. Ở đây nó có hai miếng bể thì mình rút ra cả hai luôn. Đó. Và ở đây mình đã tận dụng lại một cái cũ ha. Nó bị hư dây thì mình giữ lại được cái hai cái cục này thì mình sẽ thay cho nó nha các bạn. Mình chỉ cần tháo một đầu thôi ha. Mình chỉ cần tháo một đầu thôi. Mình cho cái đầu này qua bên đây. Đó. Rồi các bạn siết lại ha. Nè, các bạn cho cái này lại nè. Và các bạn siết lại thôi. Rồi bây giờ thì sau khi mà cho vô thì các bạn siết theo chiều kim đồng hồ nè. Đó. Siết cứng tay luôn nha các bạn. Siết cứng tay luôn. Đó. Như vậy mình đã thay được cái đai ốc này rồi. Đó. Và bây giờ mình siết vô bình thường. Đó. Siết vô bình thường. À, với những cái trường hợp mà mình cần nối thêm cái ống dây này cho dài thì các bạn sử dụng luôn cái phần này nối ha. Nối vô cái đây là cái răng 21 nha các bạn. Thì các bạn kiếm một cái ống 21 á, mình vặn vô là vừa luôn. Đây này. Cái răng 21 là vừa luôn nha các bạn. Thì mình muốn nối dài thêm cái dây này thì rất là ok. Thì nếu mà nhà gia đình các bạn mà không may nó bị hư cái khúc dây thì các bạn có thể để giữ lại cái ốc này nha. Sẽ có lúc mình sử dụng tới ha, để mình thay thế những cái này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.